Các bản tin xe phong cách 24 giờ. Yamaha R1 độ phong cách hầm hố bậc nhất từ trước đến nay khiến dân chơi phát cuồng. Thân xe được khoác lên mình với nhiều họa tiết độc đáo, cùng với đó là bánh xe được thay thế bằng bảng to so với bản tiêu chuẩn. Mặc dù Shimoto R1 của Yamaha đã sở hữu kiểu dáng nguyên bản khá ngầu, nhưng những chuyên gia độ hãng xe của Rotistoy vẫn tăng thêm sự hầm hố cho mẫu xe này thông qua phiên bản độ của mình. Công việc đầu tiên của nhóm thợ độ là chế lại bộ gấp sau và thay thế bánh bằng loại có kích thước to hơn. Gấp sau được kéo dài có thể lắp vừa bánh Performance Michelin có kích thước 330mm. Trang bị an toàn ở phía sau cho xe là bộ phanh của Rebo với đĩa phanh do Yanagisaki sản xuất. Ngoài ra bộ tem được thiết kế đậm chất cơ khí với hình ảnh bộ bánh răng cưa. Lớp nhũ bóng cũng khiến chiếc xe trở nên cực kỳ bắt mắt hơn nhiều. Phanh đĩa đôi ở phía trước, họa tiết đặc biệt cũng được sử dụng để trang trí cho chiếc xe. Phiên bản Yamaha R1 độ còn được trang bị thêm hệ thống âm thanh lên tới 100W. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.